đàn bà kia. Bà Khế hả? Tao nghe nè. Cái chuyện mà hôm bữa mày nhờ tao á trình bày cái món ba khía với lại ban giám đốc để đưa vô thực đơn của nhà hàng. Tao có giúp mày rồi nhưng mà bà giám đốc á, bà từ chối. Mày có trình bày giống như những gì tao nói với mày không? Có chứ sao lại không. Nhưng mà bây giờ á, bà giám đốc bà nói với tao là cái món ba khía không phù hợp với đẳng cấp thực đơn của nhà hàng. Tao cũng đã cố gắng tao thuyết phục bà lắm rồi. Nhưng mà bây giờ bà không chịu thì tao cũng bó tay thôi. Xin lỗi mày nha. Đâu phải là lỗi do mày đâu. Dù gì cũng cảm ơn mày đã giúp tao nha. Rồi bây giờ mày tính sao? Tao cũng chưa nghĩ ra được gì. Từ từ rồi tính vậy. Vậy thôi á. Mình đã chuẩn bị các khâu giới thiệu hết rồi. Ngay cả in tờ rơi quảng cáo mình cũng đặt người ta hết. Bây giờ họ lại từ chối. Dạ, thưa ông bà giám đốc. Con có thể xin ông bà ít phút được không? Được, có gì con nói đi. Dạ, con biết là ông bà luôn muốn nhà hàng này phát triển theo nhiều cách. Con có cách để thu hút khách hàng đến nhà hàng mình nhiều hơn. Vậy hả? Cách gì con nói đi. Dạ, con có các món ăn chế biến từ ba khía rất hấp dẫn và ngon miệng. Con cũng đã thử lấy ý kiến từ nhiều người và nhiều nơi và có được phản hồi tốt. Vì vậy con muốn xin ông bà cho con được đưa món ăn ba khía vào thực đơn của nhà hàng để thực đơn nhà hàng mình thêm phong phú hơn. Cái chuyện này thì cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thôi được rồi, tôi mời cậu lên văn phòng nói chuyện với tôi nhiều hơn. Dạ, con cảm ơn giám đốc. Dạ. Mời cậu ngồi. Dạ, cảm ơn giám đốc. Sao? Cậu nói với tôi là cậu đã khảo sát nhiều người. Và cậu khảo sát ở đâu? Dạ, con đã đến khảo sát rất nhiều quán ăn. Và thực khách họ rất thích thú với nhiều món ăn dân dã. Nhất là các món ăn ba khía do con chế biến. Họ đều cho ra ý kiến là nên đưa món ba khía vào thực đơn. Tuy nhiên, con muốn phát triển lớn hơn ở những nhà hàng cao cấp, giống như là nhà hàng của hai bác đây. Nghe cũng thú vị lắm đó. Nhưng mà cậu sẽ bắt đầu như thế nào nếu mà ở đây tôi chấp nhận? Dạ, con biết là thực khách ở mỗi nơi sẽ có khẩu vị khác nhau. Vì vậy, để trở thành món ăn chính trong menu ở đây, con sẽ tìm cách đưa hình ảnh, cách chế biến về món ba khía đến với mọi người bằng cách phát tờ rơi nè và quảng cáo trên các trang báo mạng. Lúc đầu á, một số khách sẽ tò mò về món ăn mới lạ này và số người thích tìm hiểu và thưởng thức các món ăn vùng miền. Và cuối cùng họ sẽ tới đây thưởng thức. Khi đó mình sẽ chế biến món ăn một cách vừa miệng và trang trí thật bắt mắt. Thì con nghĩ là món ba khía sẽ thu hút được thực khách ở đây. Nghe cũng thấy được đó. Nhưng làm sao cậu dám đảm bảo là thực khách sẽ thích? Lỡ mang lại tác dụng ngược, thực khách không thích, rồi quy chụp luôn tất cả những món mới của nhà hàng sắp sửa được triển khai thì sao? Dạ, chúng ta sẽ chế biến theo quy trình của bếp trưởng. Với tay nghề của bếp trưởng, con tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Con cũng tin rằng đây sẽ là cách thu hút khách hàng, vì các món ăn này khá là mới lạ. Cái lạ của chúng ta là con cũng chưa thấy ở các nhà hàng khác có cái món ba khía này đó. Tôi vẫn thấy không khả thi. Món ăn này thực chất rất là tầm thường, mà nhìn vào cũng không có bắt mắt. Con cũng đã tham khảo qua nhiều món ăn ở nhà hàng của mình, cũng như là ở những nhà hàng khác. Con thấy các món dân dã như là kho quẹt nè, rồi rau muống xào tỏi và những món khác đều là những món ăn dân dã. Nhưng mà số lượt khách gọi các món đó đều không nhỏ đâu hai bác. Họ thậm chí còn rất là thích nữa. Còn việc có bắt mắt hay không, con nghĩ chủ yếu là do cách mình chế biến và trình bày thôi. Thật ra ở thành phố này phần lớn là những người ở dưới vùng quê lên, rồi họ thành công, rồi trở thành các doanh nhân. Con nhận thấy vì công việc của họ rất là dày đặc, không có dịp để về quê hay là thưởng thức các món ăn dân dã. Vì vậy, các món ăn ở vùng quê và dân dã lại rất thu hút họ. Có thể giúp được họ thưởng thức các món ăn quê ngay tại thành phố này. Còn người khác quê thì lại thỏa được sự tò mò về các món đặc sản mà không cần phải đi đâu xa hết. Thật ra cái món này là cái món đặc sản ở quê cha của tôi. Đúng như cậu nói, đã từ lâu rồi tôi không có dịp về quê để thưởng thức cái món này. Nè, nhưng mà tôi nói trước nha, tôi phải nếm thử qua. Nếu mà tôi thấy chất lượng tốt, tôi đồng ý thì tôi sẽ chấp nhận. Dạ, vậy bác cho phép con ngày mai đi. Con sẽ chế biến các món ăn từ ba khía do chính tay con để cho hai bác thử coi sao. Vậy được. Thôi, cậu xuống bếp làm việc đi ha. Dạ, con cảm ơn hai bác nhiều lắm. Thôi con xin phép. Anh không nhất thiết phải làm theo ý của cậu ta làm gì. Sắp tới mình cũng sẽ bổ sung nhiều món ăn đặc biệt, chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều thực khách. Huống hồ đưa cái món từ ba khía vào, biết đâu ảnh hưởng tới danh tiếng của nhà hàng. Em nghĩ không có đáng. Thôi mà bây giờ mình cứ thử trước đi, thấy không? Lâu quá tôi cũng muốn thưởng thức lại cái món ăn đặc sản quê nội mình mà. Với lại bản thân tôi rất thích món ba khía này nha.